Xin chào, mình là Linh Ngọc Đàm. Hello mọi người. Chắc là mọi người cũng biết là mình có nuôi một em rắc côn ở nhà. Thì từ trước đến nay rất là ít cơ hội có thể quay em ý. Bởi vì em ý lúc mà mới về thì do em ý rất là khôn, cho nên là em cũng hơi dữ dằn một chút. Nhưng tuy nhiên sau một tháng, hơn một tháng xíu vật lộn, làm đủ mọi trò lấy lòng em ý, thì hôm nay mình đã có thể gọi là ôm rồi các thứ chơi với cả em ý một cách rất là thân thiện. Thì đấy, có một điều mà mình thấy rất là buồn cười là từ trước đến nay á, lúc mà mình nuôi con gấu thì ba đứa kia, ba con mèo ghét, rất là ghét con gấu luôn, siêu ghét con gấu luôn. Nhưng mà tình cờ và thật bất ngờ là con cún, con gấu mèo ấy các bạn, nó lại rất là thích chơi với con gấu. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video clip để thể hiện tình anh em của chúng nó cho người xem. Ok. Rồi. Đó. Đi đưa em cún đi tắm không? Đó, tí tí, đó. Tí. Đi em cún đi tắm đi. Đi, đi tắm cún ơi. Đi tắm nha. Bẩn quá rồi, mấy nay bẩn thỉu quá rồi. Đi cho em cún đi tắm nha. Yo. Rồi, đi tắm. Các bạn ơi, đây. Chú, chào cô chú, bây giờ con đi tắm đây cô chú ơi. Chào cô chú đây, chào cô chú đây, để đi tắm. Chào cô chú. Đi anh cậu ơi. Việc đầu tiên á, để mình tắm cho con nhỏ này là mình sẽ phải vào trong một cái lồng kính như thế này, nếu không nó rất là quậy quậy và. Rồi. Rồi, mi đứng trong này đi. A few moments later. Chúng mày vào đây làm gì? Hả? Hai đứa này. Ba đứa này. Vào đây làm gì? Xem chiếc à? Hả? Xem chiếc à? Trời ơi. Đây là lần đầu tiên mà mình phải tắm cho một chú gấu mèo đấy các bạn ạ. Rồi, cố gắng. Nhỏ để xây 3 phút là cố gắng thì mình làm.
next day. Ồ, chưa. Ừ, ngốc. Biết không, anh biết không? Gọi em Cún ra đây. Cún ơi. Cún ơi. Cún ơi. Cún ơi, cậu ơi. Nào, thằng anh đứng trên lấy mà. Chà mày. Nào nào nào, này miếng này của gấu, miếng này của gấu. Đúng rồi, gấu, gấu. Trời ơi. Rồi, đi nha, đi nha. Trong lúc hai đứa kia chiến sự căng thẳng thì đây, mọi người nhìn. What? Đủ. Thế này có mất dậy không chứ? Lồng của em vào nằm trương cẳng lên như thế này. Miếu ơi, Miếu, chỗ này là chỗ của con à? Hả? Mày đóng lồng lại bây giờ. Miếu. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Đánh một cái đít luôn. Gì? Đi ra không? Lồng người ta. Vô duyên. Mất dạy thật chứ. Miu ơi. Đi ra. Cái răng này tao bẻ cái răng này tin không? Miu, Giờ đây. Nghe cái răng ra. Đưa cái răng nhanh đây. Tao bẻ đi luôn tin không? Miu, đưa răng nhanh đây. Gì? Dối à? Quay mặt ra đây. Thích giơ cái răng nanh ra không? Nói bao lần không được giơ cái răng nanh ra cơ mà. Mệt mỏi. Trông kiểu này. Nhìn thằng con trai này. Vào mẹ lồng người ta. Thôi,